thôn Phìn Hồ, xã Y Tý, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, ngày 11 tháng 1 năm 2021 bị phủ dày bởi lớp băng tuyết. Không cần đi giày trượt băng, chỉ với những đôi giày bình thường, nhiều trẻ em ở xã Y Tý tinh nghịch đã biến nó thành sân trượt băng để chơi đùa. Trái ngược với niềm vui trượt băng của con trẻ, nhiều người đi xe máy gặp rất nhiều khó khăn khi di chuyển trên con đường băng tuyết trơn trượt. Người lái ô tô cũng khốn khổ khi kính chiếu hậu bị băng đóng không thể quan sát. Rạng sáng 11 tháng 1, nhiều thôn vùng cao tại xã Y Tý bắt đầu có tuyết rơi. Càng về sáng, lớp tuyết rơi càng dày đặc. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, có nơi tuyết rơi dày từ 10 đến 20cm, khắp núi rừng Y Tý bị tuyết phủ trắng xóa. Tỉnh Lào Cai bắt đầu ghi nhận những thiệt hại đầu tiên trong đợt rét hại này. Thống kê, Lào Cai đã có 34 con trâu bị chết rét. Số trâu chết rét tập trung tại thị xã Sapa với 33 con, tại các xã Tả Văn, Bản Hồ, Ngũ Chỉ Sơn, Thanh Bình, Phan Xipang và một con tại xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai. Các huyện Mường Khương, Bắc Hà, Simacai, Bát Sát phải cho học sinh nghỉ học để tránh rét. Dự báo trong 2 đến 3 ngày tới, Lào Cai còn rét sâu hơn nữa khi chịu tác động của không khí lạnh tăng cường. Đầu ô Thúy Hồ, cách thị trấn Sapa khoảng 12 km về phía bắc. Tại đỉnh đèo, nơi giáp danh địa phận tỉnh Lào Cai với tỉnh Lai Châu, băng tuyết xuất hiện với mật độ dày, phủ kín mặt thảm cỏ, vườn cây, rừng che trúc ven quốc lộ 4D. Một màu trắng xóa bao trùm tạo ra khung cảnh rất kỳ lạ mà không phải lúc nào cũng xảy ra. Rất đông du khách nghe tin đã có mặt tại đỉnh Ô Quý Hồ từ sáng sớm để ghi lại những khoảnh khắc đẹp của tự nhiên và chụp những bức hình cùng với băng tuyết. Trời mưa mù, nhiệt độ rất thấp là điều kiện lý tưởng để băng giá hình thành. Dù tuyết chưa rơi, nhưng với những người ở vùng đồng bằng lên đến vùng núi cao Sapa, được ngắm băng giá cũng là một niềm hạnh phúc. Đợt băng giá trên diện rộng ở vùng núi phía Bắc được dự báo sớm lại rơi vào ngày cuối tuần, nên rất nhiều gia đình đã có kế hoạch chủ động để săn băng, ngắm tuyết. Mọi người đều trang bị đầy đủ các đồ dùng tránh rét, đảm bảo sức khỏe. Điều kiện băng giá và mưa mù, tầm nhìn hạn chế khiến cho những con đường lên đỉnh núi trở nên nguy hiểm và trơn trượt. Cơ quan chức năng địa phương cũng đã có kế hoạch để hỗ trợ các phương tiện di chuyển đến các điểm du lịch một cách an toàn. Gần như năm nào trên địa bàn Sapa cũng xảy ra băng giá, thậm chí có năm tuyết rơi và đây đang trở thành một phần du lịch không thể thiếu trong mùa đông. Dự báo đợt rét ẩm sẽ còn kéo dài hết ngày mai, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức thấp nên băng giá hay mưa tuyết hoàn toàn có thể xảy ra. Vào lúc 6 giờ sáng nay, nhiệt độ tại đỉnh Mẫu Sơn giảm xuống còn âm 3,4 độ C, khiến lớp băng giá dày hơn. Đến chiều ghi nhận mức nhiệt là âm 2,6 độ C, băng bám dày các bề mặt, cây cỏ. Hàng nghìn du khách từ các nơi đã đổ xô về đỉnh Mẫu Sơn để ngắm băng giá. Nhiệt độ xuống thấp, gió mạnh khiến cho càng về chiều, đỉnh Mẫu Sơn càng trở nên rét buốt. Các du khách dù đã trang bị đầy đủ áo, găng tay, mũ len nhưng vẫn cảm nhận rõ cái lạnh tê tái. Tuy nhiên với họ, việc được tận mắt chứng kiến băng giá là những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Hôm nay, do trùng vào thời điểm cuối tuần nên hàng nghìn người và phương tiện đã đổ xô về đây, gây ra tình trạng ùn tắc. Lực lượng chức năng phải huy động nhiều cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ thông đường, đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài tình trạng ách tắc giao thông, việc hàng nghìn du khách đổ xô lên Mẫu Sơn cũng khiến cho nhiều hàng quán trở nên quá tải. Miền Bắc đã bước sang ngày thứ ba của đợt rét hại rét đậm, nền nhiệt giảm 1 độ so với 6 ngày hôm qua. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định đợt rét này sẽ kéo dài đến ngày 13 tháng 1, trong đó từ ngày 11 tháng 1 thì trời sẽ chuyển trạng thái rét khô, nắng hanh. Ban đêm nhiệt độ dao động từ 5 đến 10 độ, ban ngày từ 15 cho đến 18 độ. Khu vực đèo Ô Quý Hồ, cách thị trấn Sapa khoảng 12 km về phía bắc. Tại đỉnh đèo, nơi giáp danh địa phận tỉnh Lào Cai với tỉnh Lai Châu, băng tuyết xuất hiện với mật độ dày, phủ kín mặt thảm cỏ, vườn cây, rừng che trúc ven quốc lộ 4D.